Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại kênh Thiện Tâm Audio, luôn cố gắng mang đến quý khán thính giả những chương trình hay nhất về Phật giáo nói riêng và cuộc sống nói chung. Rất mong được sự đóng góp ý kiến chân thành từ quý vị. Vàng mã hình nhân. Tục đốt vàng mã thường diễn ra cùng với việc thờ cúng trong dân gian, nhưng trong Phật pháp và kinh nhà Phật không hề có việc đốt vàng mã. Các thiền sư, hòa thượng có chức sắc trong giới Phật giáo cũng nhiều lần kêu gọi mọi Phật tử, nhân dân không nên làm theo tục mê tín và giả dối này. Cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, diễn ra phong trào chấn hưng Phật giáo trên thế giới, trong đó có Phật giáo ở Việt Nam. Vào những năm 20 của thế kỷ 20, với nhiều hoạt động, Hội Phật giáo miền Bắc đã có phong trào vận động Phật tử và nhân dân xóa bỏ hủ tục đốt vàng mã. Câu hỏi đặt ra là tục đốt vàng mã là gì? Và tại sao lại trở thành vấn đề quan tâm của xã hội như vậy? Hãy trở về nguồn gốc để tìm ra nguyên nhân đích thực của tục đốt vàng mã và sự sinh sôi nảy nở của nó. Trong bài khảo cứu về vấn đề vàng mã, tác giả Nguyễn Mạnh Hùng mô tả như sau. Hình thức này bắt đầu xuất hiện từ thời nhà Hạ ở Trung Quốc vào năm 2205 trước công nguyên, với tục lệ chôn theo người chết các minh khí, hay còn gọi là quỷ khí của giả, như đàn sáo, chuông khánh, trống phách. Đến thời nhà Ân năm 1765 trước công nguyên, không chôn minh khí mà chôn tế khí, tức là đồ thật cho người chết. Thời nhà Chu năm 1122 trước công nguyên, để hạn chế chôn vật dụng thật cho người chết, đã chia ra làm hai bậc, quý và tiện. Bậc quý từ thiên tử đến quan đại phu được dùng cả quỷ khí và tế khí. Bậc tiện từ sĩ phu đến thứ dân chỉ được dùng quỷ khí. Tuy nhiên, thực tế với tầng lớp vua chúa và quan lại nhà Chu, đồ chôn theo người chết không những giảm mà còn tăng lên, không chỉ là quỷ khí, tế khí mà còn vợ con, người hầu. Những người bị chôn sống theo vua chúa gọi là tuẫn táng. Sách Tà chuyện chép đời vua Văn Công thứ 6, vua Trần Mục Công tên là Hiếu Nhân chết, ba anh em họ Tử Sa rất tài đức, Tử Tế là Yểm Tục, Trọng Hành và Tràm Hổ đều bị chôn sống theo Mục Công. Người đời đều thương tiếc ba anh em nhân đức đó và vô cùng oán hận triều đình. Tục tuẫn táng quá dã man, độc ác nên bị lên án. Phản đối, người ta lại dùng loại xô linh là người làm bằng cỏ để thay thế cho người thật. Đây là nguồn gốc cho hình thức mê tín hình nhân thế mạng sau này. Thời Chu Mục Vương năm 1001 trước công nguyên, do quan niệm xô linh không có mỹ thuật nên yển sư đã làm người giả bằng gỗ, gọi là mộc ngẫu hay còn gọi là dũng, có tài liệu gọi là gióng, tức là bù nhìn làm bằng gỗ có tai, mắt, mũi và cử động được. Cho đến thời nhà Hán, theo tinh thần nho giáo của Khổng Tử và Mạnh Tử phản đối việc làm mộc ngẫu, lại quay về với tục chôn đồ thật theo người chết. Sau khi cúng lễ, vật dụng và tiền bạc thật được đem chôn xuống mộ, còn những người hầu kẻ hạ thì không chôn sống mà cho lưu cư trông coi phần mộ. Thời nhà Đường, quan trưởng sử Vương Dư đã làm ra tiền vàng bằng giấy để dùng trong đám ma, tế tự, chôn xuống mộ và rải dọc đường hoặc đem đốt đi. Như vậy, Vương Dư là người đầu tiên nghĩ ra vàng mã. Dưới thời vua Ẩn Đế năm 948, đồ mã trở nên kém phổ biến. Vương Luân là người dòng dõi nhà Vương Dư đã lập mưu cho người giả chết để khôi phục lại nghề sản xuất vàng mã. Theo tài liệu của tiến sĩ Nguyễn Mạnh Cường, Viện Nghiên cứu Tôn giáo, thì vào thời Đông Hán, Trung Quốc, cách chúng ta hơn 2.000 năm, có người tên Thái Luân làm nghề sản xuất giấy. Thái Luân có người anh ruột tên là Thái Mạc và chị dâu là Tuệ Nương, sống ở quê. Thấy nhu cầu giấy của thị trường, Tuệ Nương bàn với chồng lên kinh đô theo học nghề làm giấy.
Thái Mặc ở với em học làm giấy được 3 tháng thì nàng nặc đòi về quê mở xưởng. Thái Luân là em nên phải tuân theo, dù biết rằng Thái Mặc làm giấy chưa được tốt. Thái Mặc đã rất cố gắng, nhưng giấy làm ra xấu và khó viết chữ nên bị ế không ai mua. Thấy vậy, Tuệ Nương bàn với chồng một mưu kế để cùng thực hiện. Một hôm, Tuệ Nương lăn đùng ra chết. Gia đình Thái Mặc làm ma cho nàng. Đến ngày thứ ba, trước khi đi chôn, Thái Mặc đem một ôm giấy ra đốt bên cạnh quan tài vợ. Thái Mặc đốt giấy xong thì nghe tiếng Tuệ Nương ở trong quan tài kêu gọi chồng. Mọi người đang vô cùng hoảng sợ thì Tuệ Nương từ trong quan tài bước ra, vừa đi vừa hát dương gian tiền năng hành tứ hải, âm gian trí tại tố mãi mãi, bất thị trượng phu bá trí thiêu, thủy hằng phóng ngã hồi gia lai. Nghĩa là trên dương gian đồng tiền có thể làm được mọi việc ở khắp nơi, dưới âm phủ giấy cũng có thể dùng để mua bán. Nếu chồng không đốt cho giấy thì ai cho tôi về dương gian? Hát rồi, hai vợ chồng tỏ ra rất vui mừng, mang thêm hai bó giấy nữa ra đốt. Mọi người chứng kiến đều tin là đốt giấy thành tiền cho người âm phủ rất có lợi và linh thiêng, nên Tuệ Nương chết 3 ngày mà sống lại được. Thế rồi ai cũng về nhà lấy tiền đến nhà Thái Mặc mua giấy. Tuệ Nương không lấy tiền của hàng xóm mà biếu mỗi nhà một bó giấy, vì tình nghĩa xóm làng và vui mừng mình vừa được sống lại. Mọi người đều vui vẻ nhận giấy mang về, đưa đến phần mộ tổ tiên để đốt với mong người âm có điều kiện tiêu dùng, mà không biết đó là màn kịch ma quỷ do vợ chồng Tuệ Nương dựng lên để bán giấy. Việc bịp bợm thần diệu, ma quái của vợ chồng Tuệ Nương đốt giấy nhanh chóng lan truyền đi khắp vùng. Mọi người đổ xô đến nhà Thái Mặc mua giấy về đốt, với mong muốn gửi tiền cho người thân ở cõi âm dùng chi tiêu cho đỡ khổ. Thế là chỉ vài ngày kho giấy nhà Thái Mặc được mọi người mua hết sạch, không còn nữa để bán. Ngày Tuệ Nương sống lại là ngày mồng 1 tháng 10. Sau này người ta cho ngày này là ngày Tam Công Tào, ở địa phủ có thể nhận tiền mua chuộc, đút lót của người thân. Vì thế nhân dịp này, mọi người mang giấy đến phần mộ tế lễ và đốt giấy gửi tiền cho người âm, cũng là để thực hành tệ nạn mua chuộc ở âm phủ và tưởng nhớ, tạo điều kiện sinh hoạt cho người đã khuất. Sách bàn về đồ mã của báo Đuốc Tuệ có bài gửi kho âm phủ trả nợ Tào Quan viết. Kết tục này từ ở bên tàu nhập vào. Sách Liêu Chí chép tục lệ nước Liêu, đến tháng 10 cả quan, dân trong năm kinh đem nạp các thứ vàng mã vào kho hội lại kinh sư. Đến ngày rằm, nhà vua với quan nước phiên sắm xanh rượu thịt, lễ vật, viết một tờ trạng bảng bằng chữ của nước phiên, mà dâng cúng cho ông thần ở núi Mộc Diệp, rồi đốt kho vàng mã ấy gọi là ký khố, gửi vào kho. Đời sau người ta bắt chước theo đó, nên lúc còn sống làm ra tục cúng lễ gửi vào kho Minh Phủ, để sau khi chết xuống đó lấy tiêu xài, hoặc trả nợ Tào Quan hối lộ ma quỷ để mong thoát khỏi tra tấn, tu tội. Về việc trả nợ Tào Quan, sách của Hội Phật Giáo Việt Nam nói rằng dùng đàn lễ trả nợ, bồi hoàn của người đi trước vướng nợ trần gian, xâm phá lễ của chùa đền miếu, cướp bóc, giết người, ngoại tình, tham nhũng, nên kiếp sau con cháu phải trả, hoặc do người dương làm những điều phạm kỵ đến văn hóa truyền thống trong đạo giáo. Chương trình làm đàn lễ trả nợ Tào Quan thường kiêm vào đàn cúng 49 ngày của người đã mất, giải hạn đầu năm hoặc rằm tháng 7 xá tội vong nhân. Đàn lễ được làm theo thứ tự các khòa, cúng Phật, cúng Dương Tinh, dâng sao giải hạn, trả nợ Tào Quan. Tục đốt vàng mã vào ngày rằm tháng 7 thì trong bài Nguyên nhân tục đốt vàng mã, Hòa Thượng Tố Liên viết: vào thời vua Đạt Tôn, nhà Đường, năm 726 ở Trung Hoa, thời kỳ Phật giáo cực thịnh, một vị sư tên là Đạo Tăng muốn cho dân chúng theo Phật giáo, bèn lợi dụng tục đốt vàng mã của người dân, vào tâu với nhà vua rằng rằm tháng 7
là ngày của Diêm Vương ở âm phủ xét tội vong nhân. Nhà vua nên chiếu chỉ cho phép thiên hạ nhân dịp này cúng gia tiên, đốt nhiều vàng mã để các vong nhân dùng. Có lẽ còn có ý, vừa để người âm dùng vừa có để mà đút lót khi cần thiết để được xá tội vong linh. Vua Đạt Tôn nghe thấy phải và đang muốn được lòng dân, liền hạ chiếu cho thiên hạ theo như lời tâu của Đạo Tăng. Thế là nhân dân Trung Hoa được dịp thi nhau đốt vàng mã vào ngày rằm tháng 7 để kính biếu tiên tổ. Nhưng chẳng bao lâu lại bị giới tăng sĩ Phật giáo công kích, bài trừ vì cho rằng việc đốt vàng mã vào ngày lễ trọng của Phật giáo đã làm cho cái lễ ngày rằm tháng 7 không còn ý nghĩa tốt đẹp nữa. Phần lớn dân Trung Hoa thời bấy giờ tỉnh ngộ, cùng nhau bỏ tục đốt vàng mã, làm cho các nhà sinh sống bằng nghề làm vàng mã lâm vào thất nghiệp. Nhất là nhà sản xuất Vương Luân, dòng dõi của Vương Dư đã bịa đặt chế ra đồ vàng mã. Tác giả Tố Liên còn cho biết một giai thoại về âm mưu làm người chết giả của Vương Luân để phục hưng lại nghề làm vàng mã. Vương Luân đã cùng các bạn đồng nghiệp chọn lấy một người giả vờ ốm mấy hôm rồi loan tin đã chết. Xác chết giả được khâm liệm vào quan tài, đã đục sẵn lỗ ở chỗ kín đáo dưới đáy quan tài để thở và hàng ngày cho ăn uống. Trong khi xóm làng đang thăm viếng đông, Vương Luân cùng gia đình mang rất nhiều đồ vàng mã tiêu dùng, trong đó có cả hình nhân thế mạng để bên quan tài cúng cho người chết. Đàn cúng đang diễn ra, mọi người khóc than, khấn vái thì bỗng nhiên quan tài rung động, ai cũng hết hồn. Vương Luân liền giả vờ ngạc nhiên tìm cách mở nắp quan tài, thì xác chết giả từ từ đứng dậy và nói rằng các thần thánh trong tam phủ, tứ phủ vừa nhận được hình nhân thế mạng cho tôi và tiền bạc, đồ mã nên tha cho hồn vía tôi sống lại về nhân thế. Mọi người tưởng thật và tin rằng hàng mã có tác dụng cho người âm phủ dùng và người dương thế cũng nhờ có của đút lót mà được sống lại, tăng thêm tuổi thọ. Từ đấy nghề làm vàng mã lại phục hồi, không những đáp ứng cho thân nhân mà cả thần linh, quan chức âm phủ và ma quỷ đều dùng. Tác giả Hoàng Liên Tâm, trong bài Đốt vàng mã, một thói tục mê tín cần hủy bỏ, cho biết về tục đốt vàng mã. Nguyên do, từ đầu nhà Hán, nhà vua muốn thực hành lời dạy của Đức Khổng Tử, sự tử như sự sinh, sự vong như sự tồn, nghĩa là thờ người chết như thờ người sống, thờ người mất như thờ người còn. Nên khi nhà vua băng hà, phải bỏ tiền bạc thật vào trong áo quan để vua tiêu dùng. Sau đó quan bắt trước vua rồi dân bắt trước quan, ai cũng chôn tiền thật theo người chết. Bọn trộm cướp biết nên chúng đào mộ những người giàu có, như mộ vua Hán Văn Đế bị bọn trộm khai quật lấy hết vàng bạc châu báu. Về sau từ quan đến dân thấy việc chôn tiền bạc quá tốn kém, và để tránh trộm cắp mới sinh ra dùng giấy làm tiền giả, vàng giả thay thế. Dân gian bắt chước mà thành tập tục. Đến năm khai nguyên thứ 26, tức năm 738 dương lịch, vua Đường Huyền Tông ra sắc dụ cho phép dùng tiền giấy thay cho tiền thật trong việc cúng tế cầu siêu. Việc sử dụng vàng mã bắt đầu chính thức từ đấy, và sau đó du nhập vào Việt Nam theo người Trung Hoa trong thời kỳ đô hộ. Tác giả Hoàng Liên Tâm còn chứng kiến một chuyện buồn cười, mỉa mai như sau. Một phụ nữ trung niên cùng cô con gái đến mua vàng mã, về cúng cho ông chồng xấu số mới chết. Nào nhà lầu, xe hơi, điện thoại di động, tivi, xe máy, quần áo, tiền đô la Mỹ. Họ còn mua thêm một cô gái chân dài bằng giấy, đi giày cao gót, mặc váy ngắn, áo lửng. Khi bà mẹ cầm cô gái trong tay thì cô con gái cầm ngay chiếc kéo nhỏ, đâm lia lịa vào mặt hình nhân thế mạng. Giải thích cho việc làm kỳ quặc này của cô con gái với người xung quanh, người mẹ trẻ nói, bố cháu làm tổng giám đốc, này xuống dưới ấy cũng phải gửi cho ông ấy cô thư ký, nhưng phải làm cho nó xấu xí đi để khỏi trở thành bồ nhí của bố cháu. Những chuyện hoang đường, hài hước trên đây đủ nói lên sự gian dối, lừa bịp của hình thức vàng mã. Tuy nhiên, với hạn chế hiểu biết của con người thời xa xưa,
trong xã hội lúc đó tầng lớp đạo sĩ mày mò suy đoán, bày ra những phép thuật kỳ bí, áp đặt mê tín vào dân chúng. Cùng với mánh khóe của bọn bất lương dựng bịa ra ma lực của vàng mã nhằm vơ vét tiền của người lương thiện để làm giàu. Những nguyên nhân đó bao phủ lên bức màn huyền bí, mông lung, ăn sâu vào tâm thức đưa con người vào u mê, cuồng tín không dứt ra được. Tài liệu bàn về đồ vàng mã của báo Đuốc Tuệ do Khánh Anh phục sao lục, phân tích khá sâu sắc về nguồn gốc ra đời, phê phán thói tục và những thiệt hại về việc đốt vàng mã của người xưa và kết luận. Những cái thuyết chôn đồ mã, gửi kho là cái hủ tục bởi mê tín bên Tàu, nó truyền nhiễm qua Việt Nam, chứ nguyên lai đạo Phật, đạo Nho không bao giờ có. Xét như Kinh Vu Lan Bổn, thì Phật dạy sám hối những điều thật dụng, trước cúng Tam Bảo, sau dâng chúng tăng, để cầu siêu cho thất thế phụ mẫu, chứ không nói đến một đồ vật giả gì hoặc chôn hoặc đốt. Trong kinh lễ thì Đức Khổng Tử nói rằng, ai bày ra hình nhân thế mạng để chôn theo người chết, đó là kẻ bất nhân. Mạnh Tử cũng nói, ai làm ra bù nhìn, còn gỗ bởi cái lệ chôn sống người, là kẻ tuyệt tự. Ông Vương Nhật Hưu là tiến sĩ, làm quan đến chức quốc học sĩ, cũng nói, đã khảo cứu hết kinh sách, không thấy chỗ nào có sự gửi kho và trả nợ trong đạo Phật. Vậy hiện nay, chúng ta lẽ nào lại làm những cái ác tục mà Đức Thích Ca và Khổng Tử không làm? Hàng ngàn năm đô hộ dùng chính sách ngu dân để cai trị của bọn xâm lăng, cùng với những hủ tục lạc hậu cổ xưa đã đầu độc vào đời sống, ăn sâu vào di thức tinh thần con người dưới nhiều hình thức mang danh nho giáo, tín ngưỡng, tâm linh, trong đó có tục bịa đặt vàng mã. Đây là vết nhơ không những rất khó gạt bỏ, mà đôi khi có cơ hội lại trỗi dậy dưới nhận thức mơ hồ cho là tâm linh, đạo đức. Khi mà bản lĩnh con người nhỏ bé trước thế lực thần linh siêu hình và hiểu biết bị lũng đoạn bởi cuồng tín, thì mọi tệ nạn, hủ tục lạc hậu hoành hành, phát triển. Vì thế chúng ta không ngạc nhiên việc cầu cúng, đồng bóng, vàng mã ngày càng mọc lên như nấm ở khắp mọi nơi. Trước đây, khi cuộc sống lạc hậu, nghèo khổ, bệnh tật, chiến tranh, giặc giã, nhiều khi tinh thần bị khủng hoảng, người ta tìm đến tâm linh để mong thư giãn, giải thoát, nhưng cũng rất đơn giản, bình dân. Ngày nay, xã hội đã nhiều thay đổi, đời sống đang vươn lên đầy đủ, tiếp cận với biết bao thiết bị khoa học tiên tiến, hiện đại. Thông minh không phải do thần linh, ma quỷ đem lại, thì chúng ta rất ngạc nhiên vẫn có người, kể cả người có học lại khuếch trương phú quý sinh lễ nghĩa, chìm đắm vào cõi cuồng tín hư vô về những cái không đâu từ thời cổ ở nước khác đưa sang đô hộ mà tự đầu độc vào mình. Người ta cúng bái mọi lúc, mọi nơi, đốt vàng, đốt mã, tiêu tốn vô cùng lãng phí rất nhiều tiền, chỉ vì quan niệm ấu trĩ, ngây thơ trần sao âm vậy. Tệ nạn vàng mã gây ra mê tín dị đoan, đầu độc tinh thần u mê sợ hãi. Đốt vàng, đốt mã làm khói bụi, nhếch nhác, hỏa hoạn cháy nhà, tiền của tiêu vong cho nghề hàng giả, mang đồ vứt ở nền nhà, ngoài sân, xó bếp, bẩn thỉu đặt lên bàn thờ rồi đốt thành cho than bảo là tiền của để lừa dối tổ tiên. Thật bi hài cho những việc làm cuồng tín về đốt vàng mã, rất hoang đường, phi thực tế khi đốt cho các cụ cổ xưa nhà lầu, xe hơi, những con voi, con ngựa to như thật, kể cả xe máy, ô tô, tivi, máy tính, điện thoại di động kiểu mới, thông minh, mà các cụ đâu có biết các thứ đó là gì. Nhiều khi chi phí hàng chục triệu đồng để đốt vứt đi. Bộ Văn hóa cho biết, năm 2003 cả nước đốt khoảng 50.000 tấn vàng mã, riêng thành phố Hà Nội tiêu thụ trên 400 tỷ đồng cho việc đốt vàng mã. Nếu có những cuộc điều tra thì chắc chắn những năm 2010, 2011 và còn tiếp theo, không ngăn chặn được tệ nạn đốt vàng mã, sẽ là những con số làm nhức nhối lòng người.
Với số tiền khổng lồ này, có thể xây các công trình phúc lợi và làm từ thiện cho biết bao con người còn hoàn cảnh khó khăn. Bệnh tật hiểm nghèo cần được cứu chữa đang cầu mong tấm lòng chia sẻ của chúng ta. Các thiền sư, hòa thượng, những người tu hành cũng nhiều lần kêu gọi tăng ni, Phật tử, người dân hãy hiểu rõ và bỏ thói tục mê tín này. Hòa thượng Thích Thanh Từ, viện trưởng thiền viện Trúc Lâm, trong các bài thuyết pháp cho là lỗi lầm này là do quý thầy không giáo dục các tăng ni, Phật tử. Hòa thượng Thích Thanh Tứ, ở Trung ương Hội Phật giáo Việt Nam, tại chùa Quán Sứ, Hà Nội, cũng lên tiếng về việc đốt vàng mã. Hòa thượng cho biết, nhiều người lúc cha mẹ còn sống thì ngược đãi, đánh đập. Thế mà đến ngày báo hiếu thì những người ấy lại đốt vàng mã thật nhiều để báo hiếu cha mẹ. Hành vi ngược đãi cha mẹ, luật pháp cũng không dung tha, Phật cũng không chấp nhận lễ của những người con bất hiếu đó. Phật dạy, con cái phải thờ phụng cha mẹ, nuôi dưỡng cha mẹ lúc già yếu. Không nên biến ngày đại lễ Vu Lan trở thành ngày mê tín dị đoan, lãng phí. Đạo pháp nhà Phật không có tục đốt vàng mã. Hãy nên nhớ về cha mẹ với tấm lòng, đi khắp thế gian, không ai tốt hơn mẹ. Gian khổ cuộc đời không nặng gánh bằng cha, của giáo lý nhà Phật. Tục đốt vàng mã trong dân gian thường gắn với lễ Vu Lan báo hiếu cha mẹ. Xá tội vong nhân vào ngày rằm tháng 7 âm lịch, Phật giáo gọi là cúng dường trai tăng, tức là sạch sẽ tội lỗi để cầu siêu tịnh độ. Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Học viện Phật giáo Việt Nam, trong trả lời phỏng vấn của phóng viên báo Đất Việt nhân lễ Vu Lan rằm tháng 7 cho biết, trong đạo Phật không dạy đốt vàng mã cho người quá cố, mà đây chỉ là quan niệm dân gian vì thay tục tuấn táng dã man xưa. Ở thời điểm ấy, khi thay tuấn táng bằng hàng mã thì có tính nhân đạo, tránh được lòng người oán thán, làm mất nhiều nhân tài, hao phí tiền của. Còn ngày nay cho rằng trần sao âm vậy mà làm theo tín ngưỡng dân gian. Câu hỏi rất lý thú đặt ra là, đốt vàng mã là nghĩ đến báo hiếu, tri ân người đã khuất, vậy theo kiếp luân hồi, tái sinh, người âm đi về dương thế rồi, thì ai ở dưới âm ti mà nhận? Hoặc khi trang bị đầy đủ, sung sướng quá, người âm không chịu đi đâu nữa mà đành chịu kiếp giam hãm mãi ở địa ngục, âm ti. Tệ nạn đốt vàng mã lan ra khắp các vùng quê, góc phố, các nẻo đường như là một thứ bệnh dịch. Nhất là vào mùa Vu Lan và những kỳ lễ, Tết, hội hè, đình đám, dỗ chạp, chỗ nào cũng thấy hương khói, cầu cúng, đốt vàng, đốt mã mù mịt cả không gian nhà cửa, chùa chiền. Người ta cuồng tín mua rất nhiều tiền âm phủ, ngựa voi, xe hơi, nhà lầu, máy bay, thậm chí cả ô xin cho người âm phủ. Người ta đội mâm đầy ắp hoa quả, tiền vàng âm phủ chen lấn vào chùa, đền, phủ kêu cầu tham vọng, buôn bán nhiều tiền. Rồi rắc bừa vàng mã ra đường xá, đốt khói mù mịt cả đình chùa, làm mất vệ sinh, ảnh hưởng văn hóa văn minh nơi công cộng. Nơi những nhà chung cư còn phải làm cái lư hương to tướng để ở dưới sân công cộng cho dân đốt vàng mã. Đã có trường hợp khói bốc vào nhà cao tầng làm cho chuông báo động reo lên báo cháy. Thực tế thói tục đốt vàng mã không có lợi lộc gì, chỉ tạo cơ hội cho những kẻ không nghề nghiệp nghĩ ra làm nghề vàng mã được dịp vơ tiền hót của. Trước tệ nạn không lành mạnh này, nhà nước đã phải ban hành nghị định 75/2010/NĐ-CP về quy định xử phạt trong hoạt động văn hóa. Trong đó có quy định mức phạt tiền từ 500.000 đến 1 triệu đồng đối với hành vi đốt vàng mã nơi tổ chức lễ hội, di tích lịch văn hóa, nơi công cộng khác. Nghị định cũng quy định xử phạt hành vi tuyên truyền mê tín dị đoan để tiêu thụ hàng mã ở mức 1 đến 3 triệu đồng. Cuộc sống văn minh, tinh thần lành mạnh là ở sự hiểu biết, phân định được chân lý và giả dối, đạo đức và bất lương. Nước mắt chảy xuôi, tổ tiên, ông cha không bao giờ yêu sách,
bắt con cháu phải mua sắm cho mình sự giàu sang vô lối, và sẽ càng nổi giận khi con cháu tha về toàn đồ giả của bọn lừa đảo, gian tham. Vậy nên, khi tưởng nhớ ông cha, người thân, phải từ lòng thành, tử tế, chứ đừng mơ ước hão huyền mà thần thánh hóa và ma quỷ hóa hoang đường về chuyện vàng mã trong cầu cúng gia tiên. Tiền mua vàng mã dành cho con cháu ăn mặc, học hành, giúp đỡ cha mẹ, anh em còn khó khăn, khi ốm đau, hoạn nạn mới là hành động tốt đẹp, nhân văn. Hàng năm, trên cả nước, với nhiều nghìn tỷ đồng, đem thiêu đốt vào vàng mã quả là số tiền rất lớn có thể giúp cho bao con người. Nhiều gia đình còn bất hạnh, nghèo đói, khó khăn. Chúng ta thật sự xúc động khi những người tình nguyện làm từ thiện để có từng suất cơm trị giá 2.000 đồng, phục vụ cho các bạn học sinh nghèo khi về thành phố dự thi và người lang thang, cơ nhỡ. Tục đốt vàng mã không liên quan gì đến Phật Pháp, chùa chiền, mà là tệ nạn mê tín dị đoan ở những người cuồng tín. Lắm tiền nhiều của, tham vọng hão huyền, không hiểu gì về tục đốt vàng mã hoặc ngụy trang cho sự bất hiếu mà thôi. Cảm ơn quý khán thính giả đã lắng nghe. Hãy bấm nút đăng ký kênh chúng tôi để nghe những chương trình mới nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.